Sau nhiều đời thầy ngoại, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng được tin tưởng giao nhiệm vụ ở AFF Cup 2012. Ông cũng là huấn luyện viên nội đầu tiên dẫn dắt đội tuyển Việt Nam trong lịch sử giải đấu này. Thầy trò huấn luyện viên Phan Thanh Hùng rơi vào bảng A với các đối thủ Thái Lan, Philippines và Myanmar. Ở trận ra quân, bàn thắng mở tỷ số của Lê Tấn Tài cũng chỉ giúp đội tuyển Việt Nam giành được một điểm trước đội tuyển Myanmar. Sau đó là màn trình diễn kém thuyết phục và bế tắc trước đội tuyển Philippines, để rồi phải nhận thất bại với tỷ số 0-1 bằng bàn thua ở những phút cuối trận. Chỉ có được một điểm sau hai lượt trận, đội tuyển Việt Nam bị đặt vào tình thế buộc phải thắng trước ứng cử viên vô địch và cũng là chủ nhà Thái Lan. Chúng ta đã tạo ra một thế trận ngang ngửa, nhưng cuối cùng vẫn phải nhận thất bại với tỷ số 1-3 và dừng bước sau vòng bảng. Thất bại này biến AFF Cup 2012 trở thành một trong những giải đấu đáng quên nhất của đội tuyển Việt Nam. Ở trận chung kết, đội tuyển Singapore đã vượt qua đội tuyển Thái Lan 3-2 sau hai lượt trận để có lần thứ tư lên ngôi tại AFF Cup, đồng thời lập kỷ lục về số lần vô địch.